Cô gái này vừa được nhặt bên đường, xấu xí không nói, người lại còn ngơ ngơ, ăn chuối ăn cả vỏ. Chàng trai trong quán ăn Trung Quốc thấy vậy cứ thế ngơ người tại chỗ, không ngờ cô gái này vẫn chưa ăn no, cầm dao ép hỏi anh ta muốn thêm chuối. Lúc này số 7 sắc cầu vồng bắt đầu khai thưởng. Cô gái điềm tĩnh nói ra ba con số 22, 8, 18, 38, 10, không ngờ cô hoàn toàn đoán trúng tất cả các số. Chàng trai này vô cùng vui mừng, TikTok không lừa anh ta. Cô gái nhặt về đừng vội vứt đi, để ở nhà viết số, bảo đảm giàu sau một đêm. Nhưng anh ta nào biết, cô gái tên Kang Seo Hay này đến từ một thế giới song hành, đang bị cục quản chế truy sát. Nhưng người mặc đồ đen này đeo mặt nạ chống độc cẩn thận thăm dò hành tung của Seo Hay. Kỳ lạ là Seo Hay chạy trốn khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn vác theo chiếc hành lý nặng. Cô Xuyên không đến để bảo vệ một chàng trai. Chàng trai vừa chia tay với Choi Jae Seong, một thầy tâm lý trị liệu, quay người lên máy bay. Nhìn thấy nữ tiếp viên xinh đẹp không nhẫn nhịn được mà bước đến xin WeChat. Hãy cho tôi phương thức liên lạc với em. Ông trời nhìn không thuận mắt nữa rồi, quyết định dùng tại nạn hàng không trừng phạt anh ta. Khoang máy bay bỗng chốc mất áp lực, sắc mặt của tiếp viên biến sắc, lần lượt bị ngã xuống đất. Vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chàng trai này xông vào phòng cơ trưởng, giây sau đó liền lác mắt khi tấm kính chắn gió bị nứt ra lỗ hỏng đường kính 40m. Cơ trưởng chết như chưa từng chết. Có cơ trưởng thiếu O2 cũng rơi vào tình trạng hôn mê. Chàng trai kéo cơ trưởng ra tự mình lên, lấy băng dính ra 3/5-2, mau chóng sửa xong máy bay. Sau đó anh ta lại lôi ra mấy nghìn đường điện, bắt đầu nghiên cứu làm sao để khôi phục hệ thống điện lực. Trước một giây khi máy bay sắp rơi vỡ, người đàn ông này đã nối liền đường điện. Tôi sẽ không để máy bay bị rơi đâu, anh ta đã thành công. Người đàn ông tỉnh lại trong bệnh viện mới biết truyền thông đã khen anh ta thành kỳ tích anh trai ngàn sợi. Kỳ lạ là hôm ấy khi anh trai ngàn sợi về biệt thự, nhưng lại bị phó cơ trưởng điên điên rồ rồ chắn ngang, chủ tịch và cục quản chế là một ruột. Gì chứ? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, phó cơ trưởng đưa cho anh ta camera trước khi máy bay xảy ra chuyện. Anh ta ngơ người. Cục quản chế là tổ chức quái quỷ gì chứ? Anh trai của anh ta trước khi chết cũng đã từng nhắc đến nó. Những người không thuộc ở đây đang nấp bên cạnh để quan sát chúng ta. Bọn họ đang tìm em khi ấy sẽ ngu cho rằng anh trai mình đang nói những lời điên rồ. Nhưng giờ đây khi xem video này, cuộc đời của anh ta hoàn toàn rơi vào vực thẳm. Anh ơi, anh ta cứ thế ôm hộp đựng cho xác của anh mình đến. Sau đó, anh ta cho cốt vào một chiếc túi mang đi. Những người ở đó đều sợ hãi, tôi nói đây là cho cốt của tôi, anh tin không? Seung U đem cho cốt về nhà. Sau khi giám định phát hiện đây vốn không phải là cho cốt của anh trai mình, thì ra anh ta đã nhìn thấy trong video đục khoét máy bay không phải là chim mà là một chiếc hành lý, thậm chí còn có một đống bóng đen chớp qua. Phóng to, hoàn ảnh, người này rõ ràng là anh trai anh ta. Để điều tra rõ sự việc, Seung U đã tính ra vết tích mà máy bay và hành lý va chạm với nhau, tìm được vị trí của chiếc hành lý. Sau khi tìm thấy hành lý, anh ta liền mở ra xem, bên trong đều là vật phẩm của anh trai mình. Còn có một chiếc chìa khóa kỳ lạ. Seung U mang chiếc điện thoại hỏng của anh trai về tổng xe sạc pin. Vừa mở nguồn thì nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Anh ta đóng giả thân phận là anh trai, nói chuyện với người đàn ông bên đầu dây bên kia, chủ tịch Park. Từ miệng ông ta biết được, anh trai anh ta Bong Sun không những chưa chết mà còn đang làm một giao dịch với bọn họ. Vật giao dịch chính là chiếc chìa khóa đó. Có điều cuối cùng Seung U vẫn tiết lộ thân phận. Số trên tay anh là bao nhiêu? Này, anh không phải là Bong Sun đúng không? Đối phương cảnh giác cúp điện thoại. Trong đầu Seung U quay mòng mòng. Sự cố máy bay lần này càng ngày càng xa vời thực tế, càng kỳ lạ hơn là trong nhà của Seung U có người đột nhập. Trên tường bỗng viết một cảnh cáo chí mạng: đừng tìm anh trai anh, nếu không anh sẽ chết. Nhưng Seung U không dễ bị lừa vậy, anh ta tiếp tục điều tra việc này, mau chóng tìm được một cuộn băng trong chiếc máy ảnh cũ. Ảnh sau khi được rửa khiến anh ta vô cùng sợ hãi. Hội trưởng, anh kết hôn chưa? Trong ảnh là ảnh kết hôn của Seung U và một người phụ nữ lạ, nhưng anh ta hoàn toàn không có ấn tượng, còn người phụ nữ này chính là Seo Hay. Lúc này cô ta đang nghĩ cách liên lạc với Seung U, nhưng cục quản chế đã tìm đến nơi. Lắp máy giảm thanh lên, có rất nhiều người sẽ nhìn đó, người phụ nữ này có thể dự đoán số. Cô ta dùng thần lực uy hiếp chàng trai này cởi đồ, cởi một cái viết một số. Dĩ nhiên cô chỉ nhìn trúng bộ đồ của anh ta, muốn chiếm nó làm của riêng. Bên trong đang chơi trò đổi đồ, bên ngoài nguy hiểm bao vây tứ phía. Người của cục quản chế đã tìm đến nơi. Mấy người này đeo mặt nạ chống độc lên, bỗng chốc cầm súng đập cửa xông vào, nhưng chỉ nhìn thấy chàng trai co ro trong góc tường. Lúc này Seo Hay đã ra đòn phản kích, nhẹ nhàng giải quyết mấy người trong phòng. Nhưng bên ngoài còn nhiều người như vậy, cho dù có trở thành ngạn tổ Seo Hay dường như cũng không thể thoát được. Đại ca cục quản chế nhếch môi khuyên Seo Hay, đầu hàng thua một nửa. Seo Hay chỉ cười, trước giờ chưa từng nghe quy luật nào như vậy. Nói xong liền kéo theo chàng trai này nhảy xuống độ cao 40m. Đạo diễn sắp xếp sẵn xe giáp đỡ lấy bọn họ. Cuộc chiến truy bắt này dùng một thủ thế quốc tế tuyên cáo kết thúc. Dù gì hành tung cũng đã bị bại lộ. Seo Hay sau khi trốn thoát quyết định đến Busan để bảo vệ Seung U. Còn Seung U cuối cùng cũng nghĩ ra dụng ý của chiếc chìa khóa kia. Anh ta quay lại phòng thí nghiệm của anh trai. Lúc này anh Park lại gọi điện thoại đến, kết sắt ở chỗ của tôi. Nếu như anh cố tình dùng mọi cách mở chiếc kết ra, đồ bên trong sẽ bị tiêu hủy. Anh Park bí hiểm khó lường kêu Seung U nhìn ra bên ngoài. Lúc này người của cục quản chế đã đuổi đến chạy mau đi, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân. Vỏn vẹn mười mấy giây, Seung U dùng đồ có sẵn trong phòng làm thành một vật phát nổ. Nhưng tiếc là cuối cùng Seung U vẫn bị bắt. Bọn họ lấy ảnh của Seo Hay ép hỏi anh ta về tung tích của cô. Seung U không hề trả lời, bị đối phương dùng súng bắt vỡ đầu.
Seung-woo đã chết rồi ư? Không. Sau khi tỉnh lại, Seung-woo phát hiện mình đang nằm trong nhà. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ mới chiếu 2 tập, thế nên vẫn còn là một câu đố chưa thể giải đáp. Yêu thích câu chuyện truy sát xuyên thời gian này, nhất định phải theo dõi Tiểu Hiệp về phim. Video tuần sau càng đặc sắc hơn. Chúng ta không hẹn không về.